Rồi, chúc mừng những người bạn nào ngày hôm nay chúng ta nghe được cái câu chuyện về tư duy đúng đắn và tư duy tích cực. Chỉ khi nào á, chỉ khi nào mà chúng ta phải đối diện với nó thôi. Thầy Quân bảo thế này này, tư duy tích cực thì chỉ dành cho những người nào mà còn âm, mà cần phải vực dậy tinh thần á, thì chúng ta phải dùng tư duy tích cực. Cùng đồng hành với một đứa trẻ, hay đồng hành với chính mình, hay đồng hành với nhân sự cũng vậy. Đó là gì? Đó là chúng ta phải làm sao cổ vũ, động viên để cho họ ngoi lên khỏi mặt đất đã. Còn một khi mà họ đã lên được rồi á, thì lúc đó phải dùng gì? Họ đủ mạnh mẽ một chút rồi á, thì lúc đó phải dùng tư duy đúng đắn. Bởi lúc đó thì mới đối diện được với sự thật, và từ đó thì mới tìm ra cái con đường để mà mình tiến về phía mặt trời. Đúng, rất là nhiều người ngạc nhiên, đặc biệt là những người đi học NLP rồi á, mà gặp thầy Quân họ phẫn nộ lắm. Họ thấy NLP là một cái công thức nó quá tuyệt vời, nó rất là vĩ đại luôn. Người ta ca ngợi nó và gần như là sách, mà cái dòng sách phát triển bản thân á, thì người ta toàn nói về tư duy tích cực thôi, người ta nói về NLP thôi. Mà đến gặp ông Trần Việt Quân này thì ông phang thẳng luôn. Cho nên có những cái bạn mà từ bên thầy Vát sang, được người ta giới thiệu về thầy Quân kinh lắm, sang đến buổi đầu tiên là dội về hết. À, thì hôm nay ba mẹ ở đây cũng thế, thầy cô cũng thế. Chúng ta lưu ý cái điểm này trong cái vấn đề là gì? Một là phát triển bản thân, là vực bản thân mình lên. Và hai là mình đồng hành cùng với con và học trò. Đó. Thì Tuệ Ngôn sẽ quay lại ở cái chỗ đó là gì? Tuệ Ngôn cảm thấy là mình phải có một cái trách nhiệm để mà mình phải hạnh phúc cơ. Tức là khi về bên Bim ấy, Bim nó chưa biết gì cả. Bim nó nhìn thấy mẹ nhiều kỹ năng như thế, Bim nhìn thấy mẹ kiểu nó hoành tráng như vậy, thì Bim cho rằng là mẹ là một người rất là đáng tin cậy. Đúng là trong mắt Bim thì mẹ là thầy, mẹ là một người mà Bim rất là ngưỡng mộ, và là cái nơi để Bim nương tựa. Nhưng mà thực tế thì đang là ngược lại, mình đang nương tựa Bim. Thì lúc đó Tuệ Ngôn mới thấy rằng là mình cần phải làm sao cho nó xứng đáng với con của mình. Còn mình không thể nào mà cứ sống cái mặt nạ này mãi như vậy được. Đến một ngày con mình sẽ phát hiện ra. Cho nên là không thể nào mà chậm trễ cái việc mà trở nên xứng đáng với Bim. Thì đấy là một cái sự thôi thúc từ bên trong nó rất là lớn. May quá em không bị dội nên em bị hút. Đấy. Vậy thì nhờ cái điều như vậy đó, nhờ có một cái tiếng nói bên trong để mà kéo Tuệ Ngôn như vậy, là ở chỗ của Bim á, thì Tuệ Ngôn mới bắt đầu, gọi là bắt đầu trăn trở thôi, chứ còn không, lúc đó không hề biết trên đời này có một cái ông tên là Trần Việt Quân. À, nhưng mà nó lại có thêm một cái tình tiết này nữa, tức là mẹ thì gần như là kỹ năng đầy mình như vậy và tự tin. Tuệ Ngôn là một người rất là tự tin, nhiều năng lượng lắm. Nhưng mà hồi đó thì lại là toàn là năng lượng của cái sự bất an thôi, chứ còn mình vẫn là người tích cực. Thì Bim lại là một cậu bé nó dễ thương như thế đó. Nhưng mà lúc mà Bim sinh ra thì Tuệ Ngôn mới nhận ra là Bim là một người không tự tin. Bim tự ti là sao? Biểu hiện là Tuệ Ngôn ngay khi còn bé đi học là rất là hay giơ tay phát biểu. Nhưng mà Bim á, khi mà cho Bim đi học thì mẹ mới phát hiện ra Bim hiếm khi mà Bim giơ tay phát biểu lắm, có tiếng vọng. Chờ gì một tí nhá. Thuận ơi. Rồi, hôm nay ở nhà đây toàn là người đang rèn luyện thôi. Rồi, Bim là một người mà khi đi học rồi thì chỉ thấy dễ thương thôi. Các bạn nữ chơi Bim rất là nhiều. Nhưng mà dì phát hiện ra là Bim không có phải là một người mà xông xáo để mà vững vàng đâu, để mà xung phong ở lớp các thứ thì Tuệ Ngôn không thấy những cái biểu hiện đó. Vậy thì lúc đó bắt đầu Tuệ Ngôn mới bắt cái hình ảnh đó, mới phát hiện ra à, vậy là con của mình sự thật thiếu cái chất dũng của một người đàn ông. Thì đấy là cái điều mà Tuệ Ngôn rất là lo lắng, bởi vì ba của Bim có cái điều đó hồi đó. Cho nên là mọi người mới thấy nhá, khi mà Tuệ Ngôn gặp thầy Quân á, bây giờ gặp bạn trẻ nào thì Tuệ Ngôn cũng phải làm thế nào đó để các bạn đó học
chánh kiến để các bạn đó học nhân tướng. Bởi vì cái thời điểm mà mình chọn một cái người bạn đời á, mà mình không có những cái tiêu chí, mình không có cái khả năng nhìn người á, thì cái rủi ro đó nó rất là lớn. Đó thì Bim sâu thẳm lúc đó tìm đến thầy Thích Trân Quang. Thầy Thích Trân Quang mới có những cái bài nói chuyện về chữ dũng, về chữ bi, về chữ nhẫn. Thì lúc đó Tuệ Ngôn phát hiện ra cả chồng mình và con của mình đều thiếu cái chữ dũng ở trong cái người đàn ông. Thì Tuệ Ngôn rất là lo lắng là con của mình sẽ là một bản phiên bản sao chép của ba đó. Cho nên là Tuệ Ngôn mới tìm đường cứu nước là từ cái chỗ như vậy. Tuệ Ngôn mới thấy là mình phải làm sao để mà truyền cảm hứng cho con mình vượt thoát ra khỏi chính nó, chứ không phải là gì ạ? Chứ không phải là mình gây áp lực lên nó. Tuệ Ngôn hiểu được như vậy, không phải là mình gây áp lực lên nó. Đến bây giờ Tuệ Ngôn gặp rất là nhiều câu chuyện của nhiều bố mẹ thì họ hay làm một việc ngược lại, đó là họ gây áp lực lên đứa con và tạo thành một cái sự căng thẳng. Nhưng mà Tuệ Ngôn thì nhìn thấy rằng mình cần phải làm sao khơi gợi được cái điều đó từ bên trong của đứa trẻ. Vì vậy thì mình trở thành một cái người truyền cảm hứng, chứ không phải là cái người ép ra từ bên ngoài. Và chúng ta lại nhìn thấy được nữa, đó là NLP thì người ta nói về động lực. Chính vì vậy khi mà chúng ta đi học những cái khóa học mà năng lượng rất là lớn á, thì anh chị sẽ thấy là chúng ta cảm thấy hừng hực, chúng ta cảm thấy tinh thần của chúng ta rất là cao. Nhưng mà khi chúng ta về nhà thì nó tụt đi rất là sớm, tức là chữ của thầy trả lại cho thầy. Nhưng hồi đó thì Tuệ Ngôn rất là may mắn, Tuệ Ngôn hiểu được rằng á, mình không đi với con suốt đời. Và với cái thời bây giờ á, thì chúng ta thấy là nguy cơ và rủi ro nó quá lớn ở xung quanh. Tức là bất kỳ khi nào mình có thể bị tai nạn giao thông chẳng hạn, hay là ung thư, lúc đó toàn là những cái nỗi sợ mơ hồ như vậy đó. Thì mình có thể ra đi bất kỳ khi nào. Nếu mình để lại một đứa con mà nó chưa đứng, tự nó đứng trên đôi chân của nó, thì đó là cái điều mình cảm thấy đau khổ nhất trong kiếp này với con mình. Đấy, thì lúc đó Tuệ Ngôn cứ nghĩ như vậy đó. Mà Tuệ Ngôn chỉ làm một việc, đó là truyền cảm hứng cho con. Khi mà nhìn thấy bé không có khi nào phát biểu ở lớp, anh chị biết Tuệ Ngôn đã làm gì không? Tuệ Ngôn đã làm một việc là khi đi ăn thì bắt đầu Tuệ Ngôn nhờ bạn này trả tiền cho cái cô bán phở chẳng hạn. Thì khi một cái đứa trẻ con mà nó nhỏ xíu mà nó đi giao tiếp như vậy, thì tất cả những người bán hàng họ đều rất chào đón, họ đều hỗ trợ, họ đều chào đón cái đứa bé. Thì đứa bé nó cảm thấy là gì? Dễ dàng hơn, nó nghĩ rất là nhiều. Tức là khi mà nó đứng lên giao dịch, dường như cả thế giới ủng hộ nó, và nó được vun một tí cái sự tự tin ở bên trong. Cứ như vậy thì sao? Từ chỗ là đi trả tiền này, sau đó là lấn lên từ cái chỗ là này, bây giờ thì con lại đến đây là bắt đầu quen hơn rồi, thì con lại để con gọi con hôm nay con muốn ăn cái gì. Cứ như vậy những giao dịch đầu tiên, Tuệ Ngôn thấy là mình cần phải trao cơ hội cho con khi mà có mẹ ở bên cạnh như thế này. Đấy, thì là cứ như thế là tăng trưởng lên. Rồi sau đó là sao ạ? Ví dụ như Tuệ Ngôn đi chợ, Tuệ Ngôn sẽ rủ Bim đi cùng. Và ra ngoài chợ thì Tuệ Ngôn cố tình để mà giao tiếp với rất là nhiều người ở ngoài chợ. Và về bắt đầu lại hỏi con xem là hôm nay con đi với mẹ, con thấy được cái điều gì? Và bé bắt đầu nhận ra là con thấy là mẹ nói chuyện với rất là nhiều người lạ. Nhưng mà con thấy thế nào? Là con thấy là rất là tự nhiên và tự tin, và mọi người cũng hồi đáp lại với mẹ chứ không có gì đáng sợ. Cứ như vậy thì Tuệ Ngôn đưa những tình huống thực tế ở trong đời sống để mà cho con quan sát. Rồi tức là mình phải đồng hành với con rất là nhiều, cứ cho con quan sát rồi về nhà đặt câu hỏi cho con. Và Tuệ Ngôn còn làm một việc nữa, đó là gì? Khi mà thấy cái tình huống nào mình làm được mà con rất là ngưỡng mộ, thì Tuệ Ngôn thường hỏi là con có biết vì sao mẹ có thể làm được hay không? Và Tuệ Ngôn nói với con rằng nhờ mẹ đọc sách mà mẹ làm được cái điều đó. Thì cũng đúng thật là Tuệ Ngôn đã từng đọc sách thì Tuệ Ngôn mới phát triển được bản thân như vậy. Và cứ như thế thì Tuệ Ngôn lồng thêm một người bạn, một người thầy thứ hai, đó là chính là ngoài mẹ ra còn có sách để bắt đầu định hướng cho con là con sẽ sắp tới đây con sẽ có một người bạn mới ngoài mẹ nữa, đó là con phải có tình yêu đọc sách. Và hàng ngày thì Tuệ Ngôn là cái người thường xuyên đọc sách. Và Tuệ Ngôn còn làm một thứ nữa, đó là gì? Không những đọc sách mà mình còn live stream để review về sách rất là thường xuyên. Tức là con sẽ thấy được hình ảnh của mẹ, hay là mẹ đi làm MC thì Tuệ Ngôn cũng dẫn theo
Và như vậy thì con ngồi bên dưới quan sát mẹ lên sân khấu, thì tất cả những cái hình ảnh đó về thì Tuệ Ngôn đều lồng vào cái kể với con, đặt câu hỏi cho con xem là con nhận ra được cái điều gì, và kể lại cái hành trình và vì sao mẹ làm được như vậy. Và từ đó thì lại đưa cho bạn đã hiểu được rằng để làm được như vậy mẹ cần phải đọc sách, mẹ cần phải đi chia sẻ. Thì đấy chính là những cái cách mà mình đã đưa vào được trong đời sống. Cho nên có nhiều người mới hỏi là làm thế nào để con có thể yêu thích đọc sách. Thì anh chị thấy là toàn bộ ngay trong đời sống chúng ta đã có rất là nhiều chất liệu để nuôi dạy con. Nhưng mà ăn thua chúng ta có quan sát, có phân tích, có đúc kết hay không, chúng ta có làm bạn được với con hay không. Đó. Thì đến đây thì Tuệ Ngôn rất là muốn là mọi người chúng ta cùng ghi nhận những cái từ khóa. Tức là để mà có thể đồng hành được với con, chúng ta cần phải làm bạn với con. Để có thể đồng hành được với con, chúng ta phải làm bạn với con. Muốn có thể làm bạn được với con, chúng ta phải chấp nhận nó. Chấp nhận ở đâu anh chị có thấy không? Ngay khi phát hiện ra bé thiếu tự tin thì Tuệ Ngôn chỉ nhìn thấy ồ, đây chính là hành trình của mình và Bim. Và mình Tuệ Ngôn xác định được cái hành trình của một đứa trẻ mà nó từ thiếu tự tin mà đi đến tự tin là một hành trình rất là dài. Và đó không phải là việc của nó, mà đó là việc của mình. Một đứa trẻ làm sao nó có thể chuyển hóa được chính mình, làm sao mà nó có thể biết được nó đang gặp vấn đề gì? Nó không biết, chỉ có chúng ta đang thấy mà thôi. Còn cái đứa trẻ kia làm sao nó biết được? Và như vậy nó biến thành hành trình của mình, chứ không phải là hành trình của nó. Và nếu là hành trình của mình thì mình phải trăm phương nghìn kế nhìn ra xem bây giờ mình nên bắt đầu từ đâu.